Xin gửi lời kính chào, lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị đang tiếp tục quay trở lại với thước phim tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Ngày hôm nay khi mà sức khỏe cũng dần dần quay lại hồi phục ông bà cô chú thì Ngân tiếp tục quay trở lại trên nhà của cháu Kỳ để chuẩn bị cũng một cái thêm một cái hành trình là đưa cháu Kỳ đi xuống bệnh viện ở dưới Hà Nội đi khám. Đáng lẽ ra cái hành trình này thì Ngân đã dự định là đưa cháu Kỳ đi từ thứ ba tuần trước ông bà cô chú, nhưng do là cũng chính là cái hôm mà lên đây về thì cũng bị ốm cho nên là Ngân phải hoãn lại cái hành trình của mình. Và bây giờ thì khi mà sức khỏe ổn định rồi thì Ngân cũng quay lại để đưa cháu Kỳ xuống bệnh viện khám. Ngân rất là cảm ơn những cái sự giúp đỡ, yêu thương, chia sẻ của toàn thể quý ông bà, cô chú để giúp cho cháu Kỳ, để cháu Kỳ có cái kinh phí để đi khám. Ngân cảm ơn anh Huyền Nghĩa ở trong Đồng Nai đã gửi cái số tiền là 3 triệu đồng cho Ngân. Và trong 3 triệu này thì anh Nghĩa có dặn Ngân là 2 triệu thì dành cho cái kinh phí mà đưa cháu Kỳ đi khám, còn 1 triệu thì gửi cho kênh để kênh có chi phí đổ xăng đi lại. Cảm ơn anh rất là nhiều và kính chúc anh sức khỏe. Song song với cái phần mà đưa cháu Kỳ đi khám thì cũng muốn là sẽ triển khai xây cái căn phòng nhỏ nhỏ ở nhà để nếu mà cháu Kỳ đi về thì cũng từ bệnh viện về thì cũng có một cái chỗ ở nó đàng hoàng, sạch sẽ hơn để cũng thuận tiện hơn trong cái việc mà điều trị bệnh. Bây giờ thì Ngân kính mời toàn thể quý ông bà, cô chú là sẽ đi vào bên trong nhà của cháu Kỳ ạ. Như hôm vừa rồi cái nguyện vọng của chú thím của cháu Kỳ thì có nói là muốn làm sát cái phòng của cháu Kỳ qua bên diện tích bên này để mà sau này nhà chú thím có điều kiện là sẽ làm cái nhà ở trong cái diện tích đây thì nó sẽ nối liền vào cái phòng của Kỳ, thì như thế nó sẽ thành liền một cái căn nhà thuận tiện hơn trong cái việc mà chăm sóc cháu Kỳ. Thì Ngân thấy cũng khá là hợp lý ông bà của chú, bởi vì là nếu mà làm ở bên trong này thì nó hơi phía dưới này là rất là dốc này, thì bắt buộc là lại phải xây móng lên cũng gần gần cả 1 mét đường phía trước này, thì lại phải đổ đất thì là tốn kém cái chi phí. Còn làm ở cái khu này thì Ngân thấy là đất nó cũng bằng phẳng rồi, bây giờ chỉ cần đào móng và xây nữa thôi. Ngân cũng rất là mong sẽ nhận được thêm những cái khoản kinh phí giúp đỡ của các ông bà, các cô chú, nhà hảo tâm trong nước ngoài nước giúp đỡ thêm, bởi vì là hiện tại cái kinh phí mà làm nhà cho cháu Kỳ thì vừa có 49.500.000 đồng. Với cái số tiền như thế này thì nếu mà làm thì cũng thật sự là rất là phải căn ke và làm không thể nào hoàn thiện được trọn vẹn được, bởi vì là cái phần mà làm Ngân cũng tính rồi thì chỉ làm tầm khoảng độ 18 mét vuông, trong đó thì có 3 mét vuông là nhà vệ sinh, có 15 mét vuông là nhà nghỉ, chưa có nhà bếp ông bà của chú ạ. Nhà của chú thím ở trên này thì lại cũng không có nhà bếp, cho nên là nếu mà làm với cái số tiền trên thì làm chắc chắn nó cũng chưa có đủ, cho nên là kính mong các ông bà của cô chú là cũng giúp đỡ thêm để Ngân khi mà triển khai thì sẽ không phải gián đoạn. Bởi vì là cái phần trường hợp của cháu Kỳ này thì thực sự là rất là cấp bách ông bà của chú ạ. Nhà trên kia thì nó hôi hám vô cùng, ở thì rất là không đảm bảo về cái vệ sinh, nên là Ngân sẽ tính là sẽ đo xuống làm sát ở bên này. Hiện tại là Ngân thấy là đang nằm ngủ. Đây. Ngân thấy Kỳ là đang ngủ ở bên trong kia. Ui à. Biết chú Ngân lên à, ngủ chưa à? Ừ, đang ngủ à? Đang ngủ à? Hôm nay trắng trẻo đẹp trai đấy nhá. Chỉ tội mỗi cái là hôi hám thôi. Chào quy chào ông bà đi.
Chào ông bà đi. Đang ngủ à? Đây bánh. Xin Trung Ân. Ờ. Ai cắt tóc cái kỳ đây? Hả? Ăn một gói thôi nhá. Ăn một gói đây, để một gói để dành. Cái gì? Tìm cái gì? Trung Ân xuống lấy cơm cho cháu ăn. Trung Ân xuống lấy cơm cho cháu ăn á? Tí, từ từ. Ăn phở. Ăn phở á? Làm gì có phở? Mì tôm chín. Nhưng mà ăn gọn gàng rồi nhá. Nên cái này hình như là ai vừa rửa đúng không? À, có chú về chưa? Chú Lý về chưa? Về. Về rồi đúng không? Chú Lý cắt tóc rồi hay ai cắt đây? Ông bà thấy khi mà cắt tóc đi thì nhìn người cũng gọn gàng, cũng trắng trẻo. Chú Ngân bảo này, cái này nhá, ăn xong thì cháu để thì để giấy vào đây cho chú Ngân nhá. Nhớ chưa? Không được vứt ra đây nữa nhá. Dạ chưa? Dạ đi, to vào. Không mời ông bà gì cả. Đây, để vào đây. Để giấy vào đây nhá. Nhớ chưa? Để chú Ngân mới mua cho, còn không là không mua cho nó đâu. Hôm vừa rồi thì cái dây xích này thì Kỳ tháo hẳn ra được ông bà chú Ngân lên trên nhà của cháu My. Hôm đấy thì dự định là sẽ đưa cháu My đi bệnh viện. Thì vô tình là thấy Kỳ chạy qua thoáng cao một cái. Hóa ra là phá được dây xích này mà đi ra hẳn bên ngoài luôn. Đấy. Và bây giờ là cái phần xích mà xích bằng cái xích xe đạp này thì không còn nữa. Phá bỏ đi rồi. Em bây giờ phải xích bằng cái to này thì Kỳ mới giữ được, nhưng cái dây nó hơi ngắn, bây giờ gần như là ngủ là phải treo chân lên đây này. Đấy, dây nó căng quá. Đấy, thôi để Ngân lại phải điện cho chú hoặc thím của cháu xem nào. Tại sao lại không có ai ở nhà thế này, muốn bàn câu chuyện để đi khám chữa bệnh rồi này. Đấy, có hẹn trước rồi mà. Kỳ ăn đi nhá, chú Ngân ra đây một tí nhá. Đi ra bên ngoài một tí ông bảo chú, bởi vì là mùi quá. Chắc là mới rửa nhưng mà rất là nhiều mùi. Không nghe máy. Đây là Ngân vừa gọi cho chú của, vừa lấy được số của chú của cháu Kỳ, cho nên là cũng có hẹn với nhau là gặp để mà bàn câu chuyện, nhưng mà lại gọi là không nghe máy. Bây giờ phải gọi cho thím một lần nữa thế nào. Lên trên này không gặp được, bàn câu chuyện không được, bởi vì là cái việc mà đi khám này là rất là cần có người gia đình đi theo. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Do thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Không liên lạc được này. Gọi cho hai vợ chồng người nào không liên lạc. Sao đây? Sao đây? Hả? Chả hiểu sao tự dưng ấy, nghe quát lên kìa. Lên cái là đòi ăn cơm rồi. Chuẩn bị đi Hà Nội nhá. Đi Hà Nội khám bệnh nhá. Ờ, đi không? Đi chưa? Đi nhá. Này Trung Ân vừa dặn xong bảo dạ mà lại không nghe lời gì cả. Để vào đây. Để những cái bao vào đây cơ mà. Thì nói trước quên sau thế. Đấy, phải gọn gàng sạch vào thì Trung Ân mới mua cho. Không thì Trung Ân không có mua cho nó đâu. Đó, để vào đây. Ăn hết thì để con gà vào nhá.
không là lấy dây dưa ra nó bẩn nhà nhá. Hồi nãy thì Ngân vừa nhận được điện thoại của chú là chú ruột luôn, chú út của cháu Kỳ thì có gọi điện về, mặc dù là có về đây để chuẩn bị mà đưa Kỳ đi khám vào ngày thứ ba vừa rồi, nhưng mà do là Ngân bị ốm nằm bẹp đâu ông bà của chú ấy, cho nên là không có đi đúng ngày được, thành thử ra là bây giờ chú lại phải đi làm quanh đây thôi, thì tranh thủ thời gian, thành thử ra là tối thì chú mới về được, cho anh em Ngân có trao đổi qua điện thoại với nhau rồi và đã thống nhất là đến ngày thứ năm này là sẽ đưa cháu Kỳ xuống dưới bệnh viện để đi khám. Thì Ngân cũng sẽ không chờ chú của cháu về nữa, bởi vì là tối mới về đến nhà cơ. Thì bây giờ Ngân cũng sẽ đo áng qua cái diện tích chỗ làm nhà này để chuẩn bị, nếu như kịp bố trí được anh em thợ thuyền thì Ngân sẽ vừa triển khai mà đưa cháu Kỳ đi khám, rồi cũng vừa sẽ triển khai cái vấn đề mà khởi công để làm nhà, làm cái phòng nhỏ nhỏ. Thì bởi vì là đưa Kỳ đi khám xuống dưới kia thì chắc chắn là Ngân sẽ không có ở lại, nếu mà có phải nằm lại dưới bệnh viện thì cũng chỉ là chú ở gia đình của nhà cháu Kỳ thôi. Thì Ngân sẽ lùi cái căn nhà qua sát qua bên cái nhà của chú Thím, thì có thể là sẽ làm đến cái điểm này chẳng hạn, thì sẽ thử xem nó là diện tích, nó là áng sẽ lấy lùi sâu vào từ trong này, lùi sâu ở bên trong, còn bên ngoài này là mình sẽ làm sân. Ngân dự tính là làm khoảng độ 18 mét vuông, thì chiều này Ngân sẽ lấy tầm khoảng 4 mét đi. Đến đây là 4 mét này. Vậy. Cũng rất là éo le ông bà của chú ạ. Hồi nãy thì qua câu chuyện qua điện thoại thì mới biết là hiện tại là thím của cháu Kỳ đã đi Bắc Ninh để làm việc rồi. Cái hai vợ chồng này đổi nhau bây giờ là thật sự cũng trong hoàn cảnh này là Ngân thấy cũng khá là éo le, bởi vì là bây giờ là cháu Kỳ hiện tại là không có ai để chăm sóc luôn. Từ trước đến nay là có thím ở nhà, nhưng mà bây giờ thím là đi làm đấy thì lại chú của cháu là phải về. Nhưng mà chú thì cũng vừa nói là nếu mà cứ ở nhà trông thì không có cái gì để ăn, bắt buộc là phải đi làm. Không biết sau này là ai sẽ là cái người mà cơm nước cho Kỳ, tắm rửa giặt giũ nữa. Rất là căng thẳng đấy. Chiều này thì Ngân sẽ lấy tầm khoảng 4 mét rưỡi đi. Đến đây. Với diện tích là 18 mét vuông, chiều sâu vào là 4 mét rưỡi này, chiều ngang qua từ bên này qua bên kia là 4 mét này, thì 18 mét vuông. Với cái nhà như thế này thì giếng ở bên kia thì sẽ làm nhà vệ sinh ở trong này, và có thể là sẽ đào cái bể phốt sâu hơn ở bên kia. Ngày hôm nay thì Ngân lên như thế này là cũng không gặp được chú rồi, vì chú là cũng tranh thủ là về nhà xong rồi đi làm, còn thím thì lại đi Bắc Ninh đi làm rồi, khó khăn rồi. Kỳ là càng ngày càng khó khăn hơn, bây giờ là vì cái cuộc sống mưu sinh cho nên là ở nhà thì cũng không chăm sóc, không thì không có tiền để ăn uống. Lên với Kỳ một tí nữa nào, để Ngân cũng không có chú Thím thì cũng không nói chuyện được gì nhiều. Tí nữa bây giờ chuẩn bị nhá, đến hôm này thứ năm này đi khám nhá, đi Hà Nội nhá, đi không Kỳ, có đi không hả, có đi khám không? 10.000 mua thuốc á? Nhưng mà bây giờ có ra được đâu mà mua thuốc, thèm thuốc à? Này là cắt tóc này là chuẩn bị để đi khám. Hôm rồi Ngân lên thì có nói với thím là cho cháu đi cắt tóc đi để đi Hà Nội cho nó gọn gàng một tí. Rồi còn
hứa là mua cho đôi giày, nhưng mà để thôi, thì hôm thứ năm này lên thì trước khi mà đi thì sẽ có một đôi giày cho Kỳ. Đấy, trích cái tiền mà ông bà của chú mà giúp đi khám để cho Kỳ mua cho Kỳ đôi giày, vì là giờ là không có giày để đi đâu, ông bà của chú xuống như kia nó rất là rét, nên một đôi dép từ hôm trước Ngân mua đây không còn đây. Ăn này để gọn vào nhá. Đấy, lại vứt xuống dưới rồi. Rồi Kỳ chào ông bà đi nào, để chúng Ngân cũng đi về nào. Chào chào. Chào chào cô chú ạ. Chào đi. Chú lấy nước chú. Được rồi, chào đi đó. Phan mì chưa ăn. Cảm ơn ông bà. Cảm ơn đi. Còn có mì tôm không? Có, mì sống. Mì sống á? Mì sống thì ăn làm sao được? Dưới nhà không có nước đâu. Không có nồi, nước nồi gì để cắm ấy, không có nồi luôn ấy. Rồi đến hôm chúng ăn lên đưa đi khám nhá. Chuẩn bị tinh thần nhá. Đi Hà Nội nhá. Nhá. Rồi, lấy tay ra chào ông bà đi. Tạm biệt ông bà đi. Mua nước ngọt. Đến hôm đi khám chúng ăn mua cho. Bây giờ chúng ăn ở đây có gần quán đâu. Chào ông bà đi nào. Lấy tay ra chào ông bà đi. Thôi chịu khó nhá, lần này mong là có một phép màu để khỏi đi nhá. Nhá. Rồi Ngân đi ra thôi ông bà của chú ạ. Bây giờ cũng không chờ chú của cháu Kỳ về nữa. Bởi vì về cũng rất là tối. Và trong câu chuyện thì Ngân cũng chia sẻ vắn tắt như vậy là anh em cũng đã thống nhất là sẽ đưa cho cháu Kỳ đi khám vào ngày thứ năm tới này. Và hy vọng rằng cái chặng đường phía trước thì sẽ suôn sẻ để giúp cho cháu Kỳ có cái hy vọng hơn ở tương lai phía trước. Lần này thì Ngân sẽ đưa hẳn cháu xuống chỗ bệnh viện tâm thần trung ương luôn, và mong rằng cái hành trình này sẽ tiếp tục nhận được những cái sự giúp đỡ của toàn thể quý ông bà cô chú xa gần để Ngân có thêm điều kiện hơn. Đặc biệt là song song với đấy thì sẽ triển khai cái căn phòng nho nhỏ của ở nhà, để nếu như cháu Kỳ mà không phải nằm dưới bệnh viện, chỉ cần về nhà uống thuốc á, thì cũng có một cái nơi đàng hoàng hơn, sạch sẽ hơn, thuận tiện hơn trong cái việc mà điều trị bệnh của mình. Ngân xin cảm ơn sự giúp đỡ của các ông bà cô chú rất là nhiều. Cảm ơn bố của cháu Quý, cảm ơn một nhà hảo tâm ẩn danh ở Hoa Kỳ, cảm ơn anh Lòng Chúa Thương Xót, cảm ơn anh Nghĩa Huyễn ở trong Đồng Nai đã cùng giúp đỡ, đồng hành với Ngân để Ngân có điều kiện đưa cháu Kỳ đi khám cũng như là chuẩn bị khởi công cái căn phòng nho nhỏ cho cháu Kỳ. Ngân xin kính chúc toàn thể quý ông bà, cô chú, các anh chị luôn luôn là mạnh khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống. Khi video ngày hôm nay thì Ngân sẽ khép lại tới đây. Xin hẹn gặp lại toàn thể quý ông bà, cô chú, các anh chị ở video vào ngày thứ năm sắp đến trên hành trình đưa cháu Kỳ đi khám. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, các anh chị ạ.